Trong thông báo gửi đi vào ngày 4 tháng 12, Hiệp hội bóng đá Singapore FAS đã xác nhận Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI vừa ký ý định thư với FAS cho kế hoạch đồng đăng cai U20 World Cup 2025. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Erick Thohir, cũng khẳng định kế hoạch đăng cai U20 World Cup 2025. Sau khi thành công đăng cai U17 World Cup 2023, Indonesia rất tự tin với tham vọng của mình. FIFA cũng đánh giá Indonesia đã tổ chức vòng chung kết U17 thế giới thành công. Điều này càng thôi thúc nền bóng đá xứ vạn đảo tiếp tục vươn tầm. Đích thân Tổng thống nước này, ông Joko Widodo đã bày tỏ kỳ vọng hai liên đoàn bóng đá Indonesia và Singapore sẽ sớm tuyên bố tham vọng làm chủ nhà U20 World Cup 2025. Sắp tới, Indonesia sẽ đệ trình lên FIFA về dự án đang theo đuổi cùng Singapore. Và một khi được duyệt, cả hai sẽ chính thức khởi động chiến dịch. Indonesia đã từng được chọn làm chủ nhà cho FIFA U20 World Cup 2023, nhưng do những vấn đề ngoài bóng đá liên quan đến sự góp mặt của U20 Israel, nước này đã bị tước quyền đăng cai. FIFA sau đó đã trao quyền đăng cai vòng chung kết U17 World Cup 2023 cho Indonesia như một giải pháp để bù đắp cho việc Indonesia đã bỏ ra ngân sách không nhỏ để chuẩn bị cho U20 World Cup.